sóng trực tiếp. Đó là theo như vị khán giả này được biết thì trong xã hội Việt Nam cũng như trên thế giới có rất nhiều người được gắn mác là đại gia hay là những người rất giàu, thậm chí là siêu giàu. Nhưng theo quan niệm của người này thì lần đầu tiên họ gặp được một cặp đôi vợ chồng và cũng là cặp đôi doanh nhân rất lạ, dùng từ lạ bởi vì có thể nói là ở cô chú không có một mô típ nào về mặt hình ảnh được xây dựng giống với những người giàu có khác. Như vậy thì khi lên cộng đồng chia sẻ những điều rất thật, rất gần gũi, thậm chí là làm một điều mà có lẽ như là chưa ai từng làm ở Việt Nam, đó là sẵn sàng đăng Facebook để mời tất cả những người yêu quý mình đến bữa tiệc ngày hôm nay. Vậy thì bà Nguyễn Phương Hằng có cảm thấy là mình khác biệt và cảm thấy rất là hạnh phúc vì được là chính mình và được công chúng chấp nhận yêu quý hay không? Kính thưa quý vị, vốn sống của tôi là những khổ đau, cho nên tôi hiểu được cái giá trị của hạnh phúc và giá trị của khổ đau. Tôi đã hiểu được tất cả những cái cảm giác của quý vị khi mà bị ai đánh lừa, và cái nỗi đau buồn khi mà có con bệnh tật. Chính vì cái lẽ đó mà tôi đã làm được cái quỹ mổ tim Hằng Hữu. Vì tôi thấu hiểu, tôi cảm thông, tôi trải nghiệm, cho nên tôi đã nguyện sống vì cộng đồng. Cho nên chính cái điều đó mà tôi làm hết tất cả. Quý vị có biết một đêm tôi ngủ có 2-3 tiếng đồng hồ. Đấy là sự thật. Nhưng mà có một điều là quý vị thấy không, tôi vẫn thần thái, vẫn xinh đẹp. Bởi vì cái khí phách trong con người tôi nó mãnh liệt lắm. Tôi là một người phụ nữ sống có khí chất. Có thể tôi không đẹp, nhưng tôi có bản lĩnh của riêng tôi. Và tôi muốn đem tất cả những gì công bằng nhất đến cho mọi người. Mặc dù tôi nhỏ bé, nhưng mà cái gan tôi lớn lắm. Chính vì cái gan tôi lớn đó mà tôi làm lên nhiều cái câu chuyện từ tầm thường trở thành phi thường. Quý vị có biết rằng tôi đã dám làm những điều không có một người phụ nữ nào dám. Có thể là số phận của tôi, định mệnh của tôi, hoặc là tôi đã sinh ra để trợ giúp cho anh Quỳnh Quy Dũng cũng chừng. Nhưng mà đến giờ phút này tôi hạnh phúc nhất là tôi có quý vị luôn ở bên tôi, tin tưởng tôi, ủng hộ tôi, là tôi thấy hạnh phúc rồi. Vâng, xin cảm ơn tràng pháo tay của quý vị. Thưa bà, nếu không phải bà là người trực tiếp bị ông Yên lợi dụng lừa gạt, nếu không phải bà mà là một người bạn của bà, thì bà có dám nói lên sự thật, đưa sự thật ra ánh sáng không ạ? Em hỏi câu hỏi này thì kính thưa quý vị, trưa nay trên đường đi thì tôi cũng đã suy nghĩ, nhưng mà tôi định không muốn nói. Nhưng mà tôi phải nói là có những người kết bạn với tôi trên Facebook, thì có một cái em trai đó tên là Tuấn, là cầu thủ đá banh ở dưới Đồng Tháp, đá rất là giỏi và làm tài xế cho một giám đốc ngân hàng ở trên Bình Dương. Thì em đó vô tình là bị đột quỵ và đi không được. Cho nên kết bạn với tôi, nói với tôi rằng là chị quen biết ông Võ Hoàng Yên, chị cố gắng giúp em kết nối với ông Võ Hoàng Yên để mà em được một lần chữa bệnh. Và một cô bạn cũng bạn kết nối với tôi trên Facebook ở Cần Thơ, thì tôi mới hẹn hai người đấy đến nhà ông Võ Hoàng Yên để chữa bệnh. Và hai người ấy đã gặp nhau tại nhà ông Võ Hoàng Yên. Thì khi mà tôi đăng cái câu chuyện này lên, thì em ấy mới chia sẻ với tôi rằng là khi ông Yên đưa 10 thang thuốc, ông Yên lấy 1,5 triệu, là vì em ấy quá nghèo. Còn cái người bạn của tôi á, thì đưa 10 triệu ông Yên không nhận. Ông Yên nói chuyển vào tài khoản, và ông Yên cho số tài khoản để mà chuyển vào. Thì khi mà em ấy chia sẻ qua Facebook với tôi thì tôi rất là sốc. Là bởi vì đây là những người bạn của tôi mà ông ấy cũng không tha nữa quý vị. Thì khi mà tôi bất ngờ như vậy thì em ấy lại nhắn tiếp một tin là cầu thủ Quỳnh Đức, cầu thủ đá banh Quỳnh Đức á, là cái người mà đi theo hỗ trợ trong Võ Hoàng Yên, đã gọi điện thoại và chửi em xối xả, đưa câu chuyện lên lung tung. Và em ấy đã nói với tôi, chuyển nguyên một tin nhắn cho tôi, là cầu thủ Quỳnh Đức đã thay mặt ông Yên dằn mặt luôn cái em đó tên Tuấn. Và quý vị biết không, hai người này là bạn của tôi mà ông ấy cũng không buông tha, tham tiền tới cái mức mà đưa tài khoản cho chuyển vào là chỉ có 10 thang thuốc mà lấy luôn 1,5 triệu. Thì rõ ràng làm sao có chuyện mà chữa bệnh miễn phí được, phải không quý vị? Và gần đây quý vị biết rằng là ông Yên đã tự nhận tại tịnh độ cư sĩ là
ông Yên đi quyên góp bản thân một mình chứ không hề có một cái tổ chức nào kêu ông quyên góp. Vậy thì 14 năm nay ông đã quyên góp được bao nhiêu tiền và tiền đấy làm gì? Quý vị thử nghĩ mà xem. Và cái quan trọng nhất á quý vị ơi, tôi nói á, ông coi không chết vì 200 tỷ mà chết vì 8 tỷ 2 là tham tới cái mức mà tiền đi cứu trợ cũng ăn luôn. Và vừa rồi phóng viên báo chí đã làm rõ ra số tiền chênh lệch quá là tàn nhẫn. Tôi dám nói với quý vị rằng là ông Võ Hoàng Yên lừa đảo. Riêng bản thân tôi tuyên bố là lừa đảo, bởi vì cái số tiền tôi đưa cho ông Võ Hoàng Yên không thực hiện đúng mục đích. Còn cái chuyện mà pháp luật sẽ kết tội ông Võ Hoàng Yên là một chuyện khác. Nhưng Nguyễn Phương Hằng tôi khẳng định Võ Hoàng Yên là một tên lừa đảo, lừa chính tôi. Tiền tôi chuyển vào mua vật tư không có một cục gạch, tiền tôi chuyển vào để đi cứu trợ hoàn toàn là mỹ. Có đi, có mua, nhưng mà mua không đúng số lượng. Và toàn bộ cái sự việc đã được phóng viên lột trần ra là do chủ tịch ở các nơi họ khẳng định rằng hoàn toàn gần như là đi để cho có. Riêng tôi tuyên bố Võ Hoàng Yên lừa đảo. Nếu tôi nói sai pháp luật, nếu tôi nói sai, ông Võ Hoàng Yên có thể kiện tôi là bà Hằng vu khống. Còn mọi thứ là để cho pháp luật kết luận. Nhưng riêng tôi tuyên bố Võ Hoàng Yên lừa đảo. Ông không chết vì 200 tỷ, ông chết đúng 8 tỷ 2. Quý vị khen tôi đi. Nếu tôi không tiếp tục dấn thân, nếu tôi không tiếp tục cái cuộc chơi này mà tôi bỏ cuộc khi mà tôi phát hiện ra ông là người lừa đảo, thì ngày hôm nay sẽ không bao giờ ai biết Võ Hoàng Yên là ai. Võ Hoàng Yên mãi mãi nằm trong ngoặc kép. Đó là sự thật, có thể là khắc tinh. Cho nên tôi nói quý vị, tôi học ít lắm, nhưng có điều tôi hiểu biết. Có thể là trời cho tôi một cái sự thông minh nhất định nào đó. Khi tôi nói một cái gì ra, tôi chịu trách nhiệm. Và khi tôi đã nói một điều gì ra, là danh dự của tôi, là thương hiệu của tôi, và tất cả những gì tôi xây dựng được là sự thật. Cho nên quý vị, tôi hứa là tôi không phụ lòng quý vị. Bởi vì mỗi một lời tôi viết trên công chúng mà không đúng sự thật thì chẳng khác nào tôi tát tay vào mặt tôi. Nhưng tôi không phải loại đó. Cho nên quý vị đã yên tâm tin tôi thì cứ tiếp tục tin tôi. Tôi sẽ lục trần sự thật ra nhiều hơn cho quý vị thấy rằng là nó tinh vi tới mức nào. Sau một lần như tôi tìm hiểu được á, thì tôi càng sợ thêm. Sau một khi tôi hiểu ra được, tôi chia sẻ được với những người đã từng bị ông ấy lừa, tôi lại càng kinh sợ thêm. Và tôi thấy rằng tôi làm việc này rất là chính nghĩa. Kính thưa quý vị, một lần nữa tôi cảm ơn tất cả mọi người đã tin tôi, đã nghe tôi nói và ủng hộ tôi. Đây là một trong những cái bài học mà chúng ta học và còn học nữa về vấn đề mê tín. Thì một chút nữa đây anh Dũng sẽ chia sẻ với quý vị sâu hơn về những cái điều mà anh Dũng và tôi đã trải nghiệm trong cái cuộc đời này. Kính thưa quý vị, trước khi đến với những chia sẻ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng trên sân khấu trong phần thứ hai, và trước khi đến với tiệc nhẹ T-Frag, thì vừa nãy doanh nhân Nguyễn Phương Hằng có nói đây là một bài học mà chúng ta sẽ còn học nhiều và sẽ còn học mãi. Như vậy thì với một lòng tin đã sụp đổ lớn đến như vậy, và bà đã từng so sánh đó là sự sụp đổ lòng tin lớn thứ hai và một biến cố lớn thứ hai trong cuộc đời, như vậy thì liệu rằng sau này nếu như bà gặp được những người thực sự có mưu cầu làm việc thiện cùng với bà và ông Dũng, thì liệu rằng lúc đó bà có đủ niềm tin để tin tưởng một lần nữa hay không? Thôi thì việc ai nấy làm. Tôi thật sự ra là tôi sụp đổ. Quý vị ơi, nói thật với quý vị á, bây giờ quý vị chỉ nghe Nguyễn Phương Hằng tôi nói những cái chuyện là đã rõ rồi, nhưng mà còn những cái chuyện rất là đau lòng khác nữa. Quý vị có biết không, họ là những con người thật sự là rất là tàn nhẫn. Họ đánh vào tình thương của tôi, vào lòng tin của tôi, và vào có những cái lúc mà tôi cảm giác giống như là tôi moi cả đồng tiền cuối cùng của mình để đưa cho họ. Bởi vì tôi nghĩ rằng tôi có điều kiện, tôi có phương tiện, tôi còn xoay sở được. Còn họ đóng những cái vai mà nghèo khổ tới tận cùng, họ giống như là sắp. Cho nên bây giờ tôi nghĩ lại, trời ơi, sao mà họ nhẫn tâm tới cái mức mà họ có thể làm cái điều đó đối với tôi. Tôi cảm thấy là, có khi tôi cảm thấy là đây cũng là một cái thử thách. Có tôi có đi đến cùng hay không, hay là họ đã lợi dụng tôi triệt để rồi ngày hôm nay tôi với họ phải ra công chúng, hai người cùng đi thiện, nhưng mà rõ ràng tôi làm thiện thật đó quý vị, còn họ là hoàn toàn là lừa đảo.
họ lừa đảo rất tàn nhẫn, rất tinh vi và họ có bài bản. Và họ phải nói rằng một điều, chắc chỉ có tôi với anh Quỳnh Quy Dũng, chứ nếu không thì mãi mãi không ai có thể làm được, vì vì họ quá thông minh, quá bài bản. Nhưng mà rõ ràng là ông trời không chiều lòng họ, cho nên ngày hôm nay buộc tôi phải ngồi đây để hầu chuyện với quý vị ạ. Và thưa quý vị, hiện tại chúng tôi đang nhận được rất nhiều những câu hỏi. Tuy nhiên, đối với những câu hỏi có trùng lặp nội dung thì chúng tôi sẽ lựa chọn câu hỏi hay nhất để gửi đến cho dân Nguyễn Phương Hằng, bởi vì có quá nhiều câu hỏi. Và bên cạnh đó cũng có rất nhiều những lời chúc đến từ sóng trực tiếp, đến từ khu nhà hàng Đông Nam đối diện và các cầu truyền hình đang theo dõi. Và chúng tôi cũng thay mặt ban tổ chức xin gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành nhất vì đã theo dõi. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng tạm thời nghỉ giải lao trong ít phút và cùng dùng tiệc tea break trước khi chúng ta đến với phần thứ hai.